Huấn luyện viên xin tiết lộ lý do Indonesia mất tập trung trước đội bóng Đông Âu. Tối mùng 1 tháng 11 giờ Việt Nam, U20 Indonesia có trận giao hữu tiếp theo trong chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện Đông Nam Á so tài với U20 Moldova tại sân vận động Managat Attatu. Dù bị dẫn trước nhưng Indonesia đã xuất sắc lội ngược dòng và có thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-1. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-jong thừa nhận U20 Indonesia đã thi đấu không tốt trong suốt hiệp 1 cho đến khi họ có được bàn gỡ đầu hiệp 2. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng các yếu tố ngoài lề đã ảnh hưởng tới tâm lý thi các cầu thủ. Đầu tiên tôi xin chúc mừng các cầu thủ mặc dù hiệp 1 họ không có được sự tập trung cần thiết trên sân. Đã có nhiều vấn đề trong ngày hôm nay, có cả vấn đề về xe buýt, phương tiện đi lại và visa nữa. Nó ảnh hưởng tới sự tập trung của các cầu thủ, huấn luyện viên Shin Tae-jong chia sẻ. Tiếp đến, huấn luyện viên Shin cũng dành lời khen cho các học trò khi có màn lội ngược dòng khó tin trong hiệp 2. Các cầu thủ đã chiến đấu với tất cả những gì mình có. Trong hiệp 2 họ đã có màn thể hiện đáng khen ngợi và tốt nhất trong trận đấu. Tôi muốn nói với các cầu thủ, cảm ơn vì họ đã làm việc chăm chỉ. Đây là chiến thắng thứ 2 của U20 Indonesia trong chuyến tập huấn và thi đấu ở châu Âu. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!